Chào các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một chủ đề vô cùng quan trọng nhưng ít khi được chú ý đúng mức. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình luôn cố gắng hết sức nhưng vẫn không đạt được thành công như mong đợi chưa? Có thể vấn đề không phải nằm ở nỗ lực, mà là ở tư duy của chúng ta. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, ai cũng mong muốn có một cuộc sống đầy đủ, sung túc và thành công. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mãi loay hoay trong vòng luẩn quẩn của sự nghèo khó dù đã nỗ lực rất nhiều. Điều này có thể bắt nguồn từ những tư duy sai lầm khiến bạn mãi không thể tiến xa. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá 10 tư duy sai lầm phổ biến và cách khắc phục chúng, với hy vọng mang lại cho bạn một góc nhìn mới mẻ và hiệu quả hơn trong hành trình tìm kiếm thành công. Chúng ta bắt đầu nhé! 1. Tư duy thiếu chiến lược. Một trong những lý do khiến nhiều người không thể thoát nghèo là thiếu chiến lược. Làm việc mà không có kế hoạch rõ ràng, thiếu mục tiêu dài hạn và không có lộ trình cụ thể dẫn đến kết quả không như mong đợi. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình luôn bận rộn nhưng lại không đạt được thành công như mong muốn? Đó có thể là do bạn chưa có một chiến lược đúng đắn. Để khắc phục điều này, bạn cần xác định mục tiêu cụ thể, lập kế hoạch chi tiết và kiên trì thực hiện theo lộ trình đã đề ra. Hãy bắt đầu bằng việc xác định những gì bạn muốn đạt được trong cuộc sống và công việc. Sau đó, lập ra một kế hoạch chi tiết để từng bước thực hiện những mục tiêu đó. Điều quan trọng là bạn phải kiên trì và không bỏ cuộc giữa chừng. 2. Ngại rủi ro. Sợ thất bại khiến nhiều người không dám đầu tư, không dám khởi nghiệp và không dám thử sức với những cơ hội mới. Điều này giới hạn khả năng phát triển và làm giàu của bạn. Rủi ro là một phần không thể thiếu của thành công. Nếu bạn không dám chấp nhận rủi ro, bạn sẽ không bao giờ biết được mình có thể đạt được những gì. Vì vậy, bạn nên học cách đánh giá và quản lý rủi ro, không sợ thất bại và luôn tìm cách học hỏi từ những thất bại đó. Hãy nhớ rằng thất bại không phải là điểm kết thúc, mà là một bài học quý giá giúp bạn tiến bộ. Mỗi lần thất bại là một cơ hội để bạn học hỏi và trở nên mạnh mẽ hơn. 3. Tiêu xài quá mức. Chi tiêu không kiểm soát, không tiết kiệm và không đầu tư khiến tiền bạc dễ dàng tiêu tan mà không tạo ra giá trị lâu dài. Nhiều người tiêu xài hoang phí mà không nghĩ đến việc tiết kiệm cho tương lai. Điều này không chỉ khiến bạn dễ rơi vào tình trạng nợ nần mà còn làm mất đi cơ hội đầu tư và phát triển. Để thay đổi điều này, bạn cần lập ngân sách chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư vào những lĩnh vực mang lại giá trị lâu dài. Hãy bắt đầu bằng việc lập một kế hoạch tài chính chi tiết, xác định rõ số tiền bạn cần chi tiêu và số tiền bạn có thể tiết kiệm mỗi tháng. Sau đó, tìm cách đầu tư số tiền tiết kiệm vào những lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao như bất động sản, chứng khoán hoặc kinh doanh. 4. Thiếu kiên nhẫn. Muốn thành công nhanh chóng mà không kiên trì theo đuổi các kế hoạch, dễ dàng từ bỏ khi gặp khó khăn là một sai lầm lớn. Thành công không đến sau một đêm mà đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Nhiều người từ bỏ ước mơ chỉ vì gặp phải một vài khó khăn nhỏ, và điều này khiến họ không bao giờ đạt được thành công. Chính vì vậy, bạn cần duy trì sự kiên nhẫn, không dễ dàng từ bỏ và luôn kiên định với mục tiêu đã đề ra. Hãy nhớ rằng mỗi lần gặp khó khăn là một cơ hội để bạn rèn luyện bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn. Đừng bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình chỉ vì một vài thất bại nhỏ. 5. Không đầu tư vào giáo dục. Không dành thời gian và tiền bạc để học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng sẽ dẫn đến sự trì trệ và không thể phát triển. Thế giới đang thay đổi nhanh chóng và nếu bạn không liên tục học hỏi, bạn sẽ nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn phát triển và thành công. Do đó, bạn cần luôn học hỏi, nâng cao kiến thức và kỹ năng, tham gia các khóa học và đọc sách thường xuyên. Đầu tư vào giáo dục không chỉ giúp bạn có thêm kiến thức mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong công việc và cuộc sống. Hãy luôn tìm cách học hỏi từ những người thành công và không ngừng nâng cao bản thân. 6. Tư duy tiêu cực. Luôn suy nghĩ tiêu cực,
bi quan về tương lai và không tin tưởng vào khả năng của bản thân là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó thành công. Tư duy tiêu cực không chỉ làm giảm sự tự tin của bạn mà còn ảnh hưởng đến mọi quyết định và hành động của bạn. Để thay đổi điều này, bạn cần rèn luyện tư duy tích cực, luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề và tin tưởng vào khả năng của bản thân. Hãy học cách nhìn nhận mọi việc từ góc độ lạc quan và luôn tin rằng mình có thể vượt qua mọi khó khăn. Tư duy tích cực không chỉ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội mới trong cuộc sống. 7. Không quản lý thời gian. Sử dụng thời gian không hiệu quả, thiếu tập trung và lãng phí thời gian vào những hoạt động không mang lại giá trị là một thói quen xấu. Thời gian là tài sản quý giá nhất của chúng ta và nếu không biết cách quản lý, chúng ta sẽ dễ dàng lãng phí nó. Vì thế, bạn nên lập lịch làm việc khoa học, ưu tiên những việc quan trọng và tập trung vào những hoạt động mang lại giá trị. Hãy học cách quản lý thời gian hiệu quả bằng cách lập ra một lịch làm việc chi tiết và tuân thủ nó. Ưu tiên những công việc quan trọng và loại bỏ những hoạt động không cần thiết. 8. Chọn sai bạn. Kết giao với những người có tư duy tiêu cực, không có mục tiêu và không động lực sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân. Môi trường xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của chúng ta và nếu bạn kết giao với những người tiêu cực, bạn sẽ dễ dàng bị kéo xuống. Để khắc phục, bạn cần kết bạn với những người có mục tiêu, động lực và tư duy tích cực, cùng nhau học hỏi và phát triển. Hãy tìm kiếm những người bạn có cùng chí hướng và động lực, những người luôn sẵn sàng học hỏi và phát triển. Môi trường tích cực sẽ giúp bạn phát triển nhanh chóng và đạt được nhiều thành công hơn. 9. Thiếu sáng tạo. Không dám suy nghĩ ngoài khuôn khổ, không tìm cách đổi mới và không thử nghiệm những ý tưởng mới sẽ giới hạn khả năng phát triển. Sáng tạo là yếu tố quan trọng giúp chúng ta phát triển và thành công trong công việc cũng như cuộc sống. Do đó, bạn nên luôn suy nghĩ ngoài khuôn khổ, thử nghiệm những ý tưởng mới và không ngừng đổi mới. Hãy luôn tìm cách sáng tạo và đổi mới trong mọi việc bạn làm. Đừng sợ thử nghiệm những ý tưởng mới và luôn mở rộng tầm nhìn của mình. 10. Chỉ nghĩ đến bản thân. Không biết chia sẻ và giúp đỡ người khác sẽ dẫn đến việc mất đi sự hỗ trợ và hợp tác từ những người xung quanh. Chỉ nghĩ đến bản thân không chỉ là mất đi sự hỗ trợ của người khác mà còn khiến bạn trở nên cô lập và khó phát triển. Vì vậy, bạn nên sẵn lòng chia sẻ kiến thức, giúp đỡ người khác và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Hãy học cách chia sẻ và giúp đỡ người khác. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội và sự hỗ trợ trong cuộc sống và công việc. Thay đổi tư duy là bước đầu tiên và quan trọng nhất để cải thiện tình hình tài chính cá nhân. Bằng cách nhận ra và khắc phục những tư duy sai lầm trên, bạn sẽ mở ra nhiều cơ hội mới và tiến gần hơn đến mục tiêu thành công của mình. Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ và kiên trì thực hiện. Bạn sẽ thấy sự khác biệt và tiến bộ trong cuộc sống. Mình hy vọng rằng video này đã mang lại cho bạn những thông tin hữu ích và giúp bạn nhìn nhận lại tư duy của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay ý kiến nào, hãy để lại comment bên dưới. Hãy chia sẻ video này nếu bạn thấy nó có ích. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích khác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.